Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây, là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Ok thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với trang trại rồng của mình các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi nuôi rồng. Đấy còn nuôi như thế nào thì thôi, để mình bắt đầu luôn ngày hôm nay. Đấy thì ngày hôm nay được update rất là nhiều thứ. Đấy các bạn thấy không, vừa vào một cái thôi chúng ta đã thấy bản đồ rồi. Đấy, ở đây là chúng ta, ui, update khu enchant này. Đấy, khu enchant nhá. Đấy, ở đây là còn nhiều thứ nữa. Thì đâu sao nào ra xem mấy con rồng của mình nó đẻ như thế nào rồi. Ui ôi, hình như update cả cái khu gọi là bán trứng rồng luôn. Đấy, đơn giản đó các bạn ơi. Đấy, thì mình sẽ gọi là, đấy các bạn thấy không, chỉ cần bỏ trứng rồng vào túi thôi là chúng ta gọi là tự động. Đấy, tự động là auto bán luôn. Đấy, đứng ở đây mà. Thế đâm ra là đỡ phải mất công gọi là chạy về khu bán hàng nữa. Đấy, tính ra là update nhiều cái tiện lợi phết đấy nhỉ. Đấy, bây giờ tiếp đến khu enchant nào. Tính ra là hiện tại là mình đang có 9999 level. Đấy, khu enchant này sẽ, ủa ơi, 15 tiền một cái này. Úi ôi, ôi chết giời, đồ mình đâu nhỉ. Đó nha, để mình chạy lại cái dương đồ gọi là khởi đầu xem nào. Đấy, đồ của tôi mà mất thì tôi gọi là kiện chủ mát đấy. Đấy, xem nào, úi giời, à đây rồi, úi giời ơi. Ê, có bản đồ cầm tay luôn. Ok, thế tính ra là tiện phết đấy chứ. Đấy, ok, đây, để mình sẽ, ui, nếu mà mình enchant được ra tài 3 thì, úi giời, thế thì chả giàu nhức nách à. Đây, để mình qua bên này các bạn ơi. Ui, khu gì đây? Xây chuồng rồng 2500. À, cái khu này update thành chuồng rồng à. Ui giời, xây kiểu gì không biết, nhưng mà thôi, cứ gọi là để đây đi, sau tính tiếp. Mình sẽ ra đây enchant thử xem nào. Đấy, mua một cái đá lapis này. Ủa, thì nhà mua nhiều nhiều một xíu bạn này. Đấy, sau chúng ta sẽ bỏ đây xem nào. Úi giời ơi, úi giời, toàn cái gì không à. Tôi tưởng thôi được rồi, tôi sẽ enchant vớ va vớ vỉn lấy level thì nhiều các bạn ơi, thoải mái. Ôi sao nào, ui, đấy rồi, đấy rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ có gia tài 2. Úi giời ơi, gia tài 2 là ngon chết rồi. Đấy, ngon ngay các bạn ơi. Ui, mình sẽ thử gọi là enchant, mình enchant cái áo giáp này lên đi đánh mấy con rắn không biết đâu. Ui, Protect, Protect 4 này. Trời ơi, xịn quá các bạn ơi. Thôi được rồi, cứ từ từ tính tiếp. Ở nhà mình sẽ thử vào đây đào. Ui, gia tài 2 à, cũng được phết đấy chứ nhỉ. Một than, ok, vẫn là một than nữa, chết dở rồi, ra tài đó. Nó vẫn thế rồi à. Để nha, xem nào. Đây 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 đây, mình chui vào đào sắt đi. Sắt là sắt tự động nung, không biết rằng là nó cũng có áp dụng ra tài hay không các bạn ơi. Đây ok, có áp dụng ra tài nha, nhưng mà sắt thì không biết được như thế nào. Rồi ok, xem nào, sắt 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 sắt. Úi giời ơi, tôi thấy cứ rơi ra một sắt thế này, có vẻ là gia tài này áp dụng cho than với cả kim cương thôi, thì phải sắt cho nó nung luôn đấy các bạn ạ. Úi giời ơi, không ăn thua rồi, không ăn thua rồi các bạn ơi. Úi giời ơi, thôi được rồi, tôi sẽ gọi là rằng thì làm mà tôi đi về thôi, hình như là không áp dụng cho sắt rồi. Thế nhưng là mừng hụt các bạn ơi. Được rồi, không sao cả. Chúng ta gọi là không áp dụng thì chúng ta tí đào kim cương đúng không? Đấy, có ra tài 2 nào kim cương là lâu lâu x2 là cũng được các bạn. Rồi, ok, chúng ta có một quả trứng này còn chưa bán này. Đấy, bè qua bên này. Ui, tính ra là còn khu gọi là bắn cung nữa bạn ơi. Đấy, khu bắn cung nữa. Đâm ra là đây, đúng không? Ui giời ơi, cung thủ à. Hello bác, cái gì đây? Hãy bắn vào các bia để nhận 1 đô mỗi lần trúng. Ui ơi, ngon bổ rẻ nhỉ. Ui, 150 đô. Ui, 150 đô. Thế nên nếu mà gọi là 150 đô 16. Ô, oh, bắn vào đây, bắn vào đây lỗ à. Ôi giời ơi, bác khôn thế. Chưa, 150 đô 16 mũi tên. Thế bắn một mũi tên được 1 đô. Ôi giời, thôi. Thế thì được 16 đô, thế tốn mũi tên à. Rồi nha, tí tính tiếp. Tôi ra tu hoạch gọi là lúa mì đã. Chứ bác này chơi kỳ lạ thật đấy. Thông minh cứ quá thể đáng. Đây, mình sẽ gọi là trồng lại đã. Tôi không thể, nhưng mà không biết rằng là cái mũi tên nó có hoàn lại đây không. Tí nữa mình sẽ thử xem nha các bạn nha. Đấy, chúng ta cũng phải thử đúng không. Đấy, chứ chúng ta cũng phải thử chứ. Ui cái gì đây, nguy hiểm, bớt đã xuất hiện trong làng. Ui ôi, cái gì cháy cháy. Ra hóng hớt, ra hóng hớt cái mình nè. Ui giời ơi các bạn ơi, có vấn đề trong làng rồi. Đấy, xem nào, có cái gì trong làng, bớt gì đây. Ui con khổng lồ muốn mắt đúng không, tôi thấy xa xa kìa. Ôi, nó ăn thịt bác người dân. À con dài này, mày ra đây. Ôi, con dài này để tôi dụ nó ra đây. Come here. Tôi sẽ đánh nhau với nó các bạn. Ôi, dài con này tôi mặc áo giáp. Tôi sợ cái gì, bỏ tao ra.
Có tác giả. Ui giời ơi, nhờn với đại ca, nhờn với đại ca, nhờn với đại ca. Ủa ôi, nó có chiêu gì nó ăn. Ôi, nó nuốt chửng mình luôn đó bạn ơi. Con này ghê vậy. Chết giả không ổn ơi. Con này phải tấn công theo kiểu từ xa rồi các bạn ơi. Từ 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 từ. Chắc là mình sẽ mua gọi là mũ cung tên. Tôi sẽ in chan gọi là okay, từ từ nha. À, con này ghê quá các bạn ơi. Được rồi, cứ chờ anh tí. Úi giời, anh cho biết thế nào là lễ hội. Ok, con này nó ghê gớm quá các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ gọi là thằng nào, chúng ta sẽ cần đến mua một cái cung, một cái cung để in chan power vào bắn cho nước người lên. Đấy, 150 này. Đấy, ok, cái này cần 150 thêm nữa. À, đi nhanh các bạn ơi. Đấy, nó con này sao nó mạnh thế nhỉ. 49 này, 50 rồi, mua lên mũi tên. Đấy, bác chờ cháu xíu nhá, cháu mượn tạm này. Ủa rồi, có cả mũi tên gây đam tức thì luôn bạn này. À, mình sẽ vào đây mà mình sẽ xem nào. Ui, vẫn còn một cái. Giờ in chan được cái gì xin không? Power 4 đây rồi. Từ, thu anh nhanh. Chúng ta có power 4, mình tự tin rằng bắn lúc này nó nhấc người lên bạn này. Nhưng mà chúng ta sẽ phải cần đến khá là nhiều tiền. Rồi, ok. Thêm một lapis nữa thôi, còn một lapis nữa thôi. Rồi. Bắn chưa? Ôi giời ơi, các bạn ơi. Cái này là chúng ta gọi là thôi đẻ đi rồng. Cần một à đây rồi, một quả trứng rồng nữa thôi mà nó đẻ lâu quá các bạn ơi. Đây, để mình gọi là ra đây mình mua. Đấy, chúng ta sẽ mua gọi là hai lapis nữa là vừa đủ luôn. Và chúng ta có power 4. Yes, ok các bạn ơi. Không có infinity thì thôi, chúng ta gọi là power 4 là cũng đẹp rồi. Con dài này ta gọi là nó không có sợ người đâu. Ôi, Nhờn với đại ca, tôi bắn vào cái đầu nó. Úi giời, ai à, mình háo vào bắn ta. Úi giời, ăn bằng niềm tin à. Nhờn, úi giời, nhờn, úi giời, đừng có lại gần đây, tôi sợ mày lắm. Úi giời, con này nó lại gần đây nó ăn mình đấy các bạn ơi. Nhờn với đại ca, úi giời, hết rồi, hết mũi tên rồi. Ê, tháo ra. Con này nó ăn mình nữa, như kiểu là không có một chút gọi là không một chút rồi. Chết dở rồi, bắn 15 mũi tên power 4 mà nó không chết thì các bạn biết rồi. Ui giời ơi, con này nó ăn cái gì nó mạnh thế. Ủa đó bạn này, tôi nghĩ là tôi lại phải đi thăm ngàn thôi. Không phải tiêu diệt con bốt đấy các bạn ơi. Con bốt ghê gớm quá. Này, chúng ta sẽ gọi là ấy đi. Ui giời ơi, con bốt, ối giời ơi này. Nha, chắc là mình sẽ phải trang bị thêm những cái món đồ nó sang xịn mịn hơn nữa. Chứ bây giờ thấy là không có ổn rồi bạn ơi. Đây. Áo giáp thì không biết là nó có cắn được mình không nhỉ. Này, chúng ta sẽ gọi là hãy để nó đi. Tự nhiên nó đến làng làm cái gì không biết nữa. Đấy, để mình gọi là đấy, trồng thêm thì nhiều lúa mì vào. Tầm này bán nhanh lên không thì con bốt đấy nó chạy mất. Chứ chúng ta phải đi bán nốt thêm cả hạt giống đi bạn ơi. Bán nốt thêm cả hạt giống là chúng ta gọi là chắc là đủ tiền đấy. Úi giời ơi, ở đây có emerald, tự nhiên có cần gạt đây làm chi ta. Gạt này có tác dụng gì không? Chắc là không các bạn. Rồi, đây, để mình gọi là thế nào, để chúng ta bán hạt giống đi. Ơ chết dở rồi, gạt tự nhiên mất tiền à. Hay quá, và nữa. Hay quá, gạt mất tiền. Gạt linh tinh chết tôi rồi. Nó chứ gạt vớ va vớ vẩn, tôi đã thấy sai, thấy mùi sai rồi anh em ạ. Rồi xong, đáng nghe là chúng ta lãi. Ủa cái gì đây? Ui, hôm nay có chiến binh rồng nâng cấp này. Oh my god, nâng cấp lên rồng băng, giảm thời gian 3 giây sinh sản và nâng cấp rồng sấm 5 giây. Hết nhỉ? Nhưng mà thôi, để tập sau đây, tập này tôi nâng cấp cũng để làm gì đâu. Nhưng rồng còn chưa gọi là có nhiều mà nâng cấp làm gì đúng không? Đấy, giảm nó phải từ từ. Đấy, mình sẽ, chúng ta sẽ ấy các bạn ơi. Đấy, nói chung là các bạn cứ comment cái tính năng gì ở phía dưới ấy, là auto chủ map nhìn thấy là chủ map sẽ update cho bạn. Đấy, tôi thấy là mấy bạn comment anh ơi hãy nâng cấp rồng nọ rồng kia đi. Rồi nâng cấp gọi là cái bớt biết gì đi để làm khói núp đi. Tôi thấy là comment nhiều lắm. Đấy, đâm ra chủ map gọi là thêm vào luôn làm khó tôi đấy. Tôi biết mà. Rồi, chứ không sao, không có gì làm khó được tôi cả. Đấy, để tôi gọi là xử lý con bớt đã xong rồi nói chuyện tiếp. Úi trời ơi thật. Tự nhiên mất tiền luôn. Ok. Thế nào, được chưa?
Ui giời, 154 à? Đâu rồi? Con bốt nó còn ở đấy không? Ui giời, nó trốn được kia bạn ơi. Cay thật. Không biết là nó có reset máu. Ui giời. Mà bây giờ nếu mà bắn ở đây nó có ấy không nhỉ? Có. Ui giời ơi. Này, cái này nó gọi là tôi gọi là đâu, nhặt được mũi tên không? Ê, được rồi. Thế thì tôi biết rồi. Thế thì đỡ mất tiền. Ui giời ơi, thế mà không bảo sớm. Ok. Này, chúng ta sẽ đứng đây. Ui giời. Bắn 150 lần được 150 mũi tên. À được 15 mũi tên. Ui giời. Ui giời. Bắn lên này đến sáng mai à? Thời gian đấy tôi đi, tôi nghĩ rằng thời gian đấy tôi đi trồng lúa nó còn nhiều tiền hơn nữa bạn ơi. Úi giời ơi. Thôi, đi trồng lúa à, chứ không ăn tiền đâu. Úi giời, khó lắm. Có kể ra có cung Infinity thì ngon đấy các bạn ạ. Ừ, thì ngon nghẻ đấy, ngon lành cành đào đấy các bạn. À, chứ rồi, thôi được rồi, cứ từ từ. Chúng ta sẽ này. Đấy, ok bạn ơi, tôi sẽ bán hết trứng rồng đi. Rồi, 145 đúng không? Bán thêm gọi là một lần lúa mì đi. Ui, hay chúng ta nuôi bò. Chúng ta nuôi thêm bò các bạn ơi, tăng gia sản xuất. Không, mình phải tiêu diệt con bốt kia đã. À, con bốt kia nó dám gọi là coi thường tôi. Tôi không thể nào mà chịu được. À, chả có lẽ là mình thua nó đúng không? Ok, đây, bây giờ chúng ta sẽ gọi là thêm gọi là 16 mũi tên. Ui, nữa rồi. Đây là chúng ta có 32 mũi tên. Con bốt kia nó hồi máu thì cũng chấp nhận thôi, biết là sao giờ đúng không? Nếu mà nó không hồi máu thì lại ngon. Ôi giời ơi, ai biến nè. Ui chết luôn. Chết luôn. Ui được tiền này. Oh my god, được cả đống tiền luôn. Ui giời ơi, tốn hơn 17 mũi tên. Để mũi tên vẫn lãi đúng không? Lãi thôi được rồi, đi về. Đánh con bốt cũng dễ. Ui, tỉnh thế nào ơi. Bắt. À, nó tuyên bố gắt anh nút vip hơn. Này, ok bạn này, tôi sẽ bắt đầu đi mua gà đi nhỉ. Gà nó có đẻ trứng đâu. Đấy. Gà nó không đẻ trứng thì không biết làm ăn cái gì bạn ơi. Rồi ok, nhưng mà tôi nghĩ rằng là hai con gà nó ABC XYZ thì nó sẽ gọi là ok la hơn. Nào, ra đây. Úi vừa nói không đẻ trứng nó đẻ luôn. ABC XYZ đây. Để gọi là con gà con. Ok, cho gà con ăn. Cho gà con ăn cho lớn. Đấy, tính ra mình có dư hạt giống mà. Gà con ăn lớn. Đấy, bởi vì là mình có thể bán lông vũ với cả gọi là mấy cái linh tinh của con gà nữa. Thế mình nghĩ rằng là nuôi gà nó sẽ lãi hơn nuôi bò. Đấy, không biết có phải không các bạn, comment để mình biết nhé. Mãi vẫn chưa lớn các bạn ơi. Thôi kệ đi, chúng ta đi làm ruộng đúng không? Mình xem nào. Ở đây là có dùng sói hang sắn hang rắn. Ôi giời, nhà dùng sói cắm trại có cái gì không nhỉ? Có cắm trại có gì không? Đây, cắm trại picnic à? Ủa ơi. Cái gì đây? Ồ, chúng ta có thể đổi xương lấy tiền này. Oh my god, cái xương kiếm đâu đấy? Xương kiếm đâu đấy bác? Hình như là chúng ta phải vào rừng các bạn ơi. Vào rừng, ở đây có mấy con ngựa này. Úi trời. Úi trời ơi. Chúng ta biết làm gì rồi đúng không? Úi trời ơi. Mình là nhìn thấy quả này là tôi biết là tôi đói rồi đấy. Rồi ok. Mày quá. Cảm ơn bác nhé. Ui giời, khu cắm trại là có đồ ăn là tôi biết rồi, tôi đã được ngửi mùi đồ ăn rồi. Để ra xem có mấy bác có nướng đồ ăn ở đây không. Ui giời. Ui giời ơi, lại bốt à? Ui giời, sao bốt xuất hiện trong làng thế nhỉ? À đúng chứ. Rồi được rồi, tôi tiêu diệt đó. Ui giời, nó ăn bác người dân xem. Ui, tội nghiệp bác. Ok. Tôi biết rồi. Con này, ui giời, con này cúi bắp thôi. Con này cúi bắp thôi, bắn tầm 16 mũi tên là nó đi các bạn ơi. Thế nên năm nay mình cũng không phải lo lắm. Nhận mấy anh không, hình như cứ 5 phút nó xuất hiện một lần. Hôm nay là tôi sẽ gọi là tập trung. Rồi ok. Ok các bạn ơi. Được ra chiếc các thứ này. Ui bán được hơi bị nhiều tiền đấy nha. Rồi ok, được 400 rồi. Chúng ta sẽ tiêu diệt nốt một con nữa xong. À đâu, tiêu diệt làm gì được con nữa đâu. Ra đây. Lương thực các bạn ơi. Lương thực thực phẩm. À, nhưng mỗi lần gọi là mấy bác người dân đi lao động và lại có thêm lương thực thực phẩm cho mình. Đấy, ôi giời ơi. Rồi, mình sẽ bán sau đó thì đủ tiền để gọi là mua thêm một con rồng nữa bạn ơi. Đấy, ok là luôn. Trời ơi, đơn giản như đan rổ. Giàu đấy các bạn, tôi đã cảm thấy là đinh ninh trong người là tôi sắp chuẩn bị giàu. Đấy, bởi vì là chúng ta sẽ sắp có một trang trại rồng đây thực sự rồi. Này,
mình sẽ gọi là xem nào, mua một con rồng đây này. Ok là luôn đi chứ, chứ tính ra là cái này là rồng băng là chúng ta cần hai con gọi là rồng lửa cơ, mà thôi cạn đi, không cần, không cần lắm. Ok bán này đi. Ra là chúng ta được một da 10 tiền đấy, không phải dạng vừa đâu. Úi xoài ơi, hơi bị nhiều tiền đấy. Rồi ok, nào bây giờ chúng ta, ôi hạt giống đúng không, bán hạt giống này hơi mất thời gian nhưng mà thôi cãi không sao, miễn là gọi là có tiền là có tất cả rồi. Ok bán thế rồi, sao nào còn gì để bán không ta, hết rồi, hết rồi. Đấy, mình sẽ đi gọi là, ui giời ơi, thêm gọi là đặt thêm con rồng nữa, sắp mua được một con nữa rồi. Mới đầu là mình cũng gọi là đấy, ok cứ dậy đi, dậy đi thôi các bé ơi. Nha, ra đây để nướng nướng cái thịt này lên. Ta nướng cái thịt này được không ta? Được luôn các bạn ơi. Được luôn này, cháu nướng nhờ miếng thịt thôi, không có gì cả. Ok, để đây tí nữa thịt xông khói ngay. Đây, mình ra đây xem gà lớn chưa? Gà lớn chưa ta? Ui vẫn bé các bạn ơi, thề lắm chứ. Tôi tưởng là gà nó phải lớn nhanh chứ. Ok, không sao. Không sao cả các bạn, bình tĩnh. Không có gì phải gấp rút cả. Mình có nên thịt luôn con bò này không nhỉ? Hay là mua một con bò nữa? Mua một con bò nữa đi, cho nó gọi là đẻ con sinh sôi nảy nở thì chúng ta cũng có cái mà đồng ra đồng vào, đồng vào đồng ra. Đây, ok, đấy. Rồi, mình sẽ gọi là chết dở rồi, đứng lên đây dẫm cái này luôn đấy. Ở đây, để mình thu hoạch bên này các bạn ơi. Bò thì chắc ăn lúa mì thì ai cũng biết rồi, chứ không phải ăn cà rốt đâu. Đấy, mình sẽ gọi là đi ra đây và cho hai con bò này nó A, B, C, X, Y, Z. Để đây, đúng rồi. Ok, có bò con nữa các bạn ơi. Cứ để đây cho lớn thôi, xong rồi lớn này lấy thịt thôi các bạn ơi. Tầm này thì chúng ta cũng chỉ thế thôi. Đấy, mình bây giờ là mình sẽ chăn nuôi. Chăn nuôi hay làm gì ta? Thế nào, xem dương, phải để ý dương rồng nha. Dương trứng rồng nha, không thì nó. Đấy, các bạn thấy không? Ôi giời ơi, nó nhiều quá, nhiều khi bị đầy. Cái trứng rồng này nó không xếp nó không xếp chồng ấy, đâm ra là nó sẽ dễ bị đầy bạn ơi. 500 rồi. Nhanh nhỉ. Ôi tính ra là tôi thấy là bắt đầu cuộc sống tôi đỉnh đương rồi đấy. Không phải khổ sở gì nhiều rồi. Đấy, thêm một con rồng nữa. Ok. Trời ơi, hôm nay tôi sẽ làm một trang trại rồng lửa, chắc chắn là như thế. Còn hôm sau các bạn muốn mình làm trang trại rồng gì? Đấy, comment ở phía dưới. Để tôi còn biết sắp xếp. Rồi, ok. Đấy, ngon ngay. Ui, không biết cái này nó có tách được sợi chỉ không nhỉ? Hình như không các bạn ơi. Chắc là mốt, có mốt thì mới tách được. Rồi, cãi không sao, không cần. Ui, cần gì đâu. Rồi, 57 rồi. Mày mẹ đi làm gì ta? À đây, ra đây lấy thịt đã. Ra lấy thịt đã thì chắc là được rồi. Thịt xông khói của tôi. Đấy, các bạn thấy không? Trời, bác người dân tốt bụng không ăn miếng nào luôn. Ui, phân chia mỗi bác một chỗ luôn. Ok. Chắc là đi mai không nhỉ? Mình đang có gia tài. Mình nghĩ rằng là chúng ta 500, mình sẽ để tiền đi mai không ta? Nâng cấp lên kim cương các bạn. Tôi cũng nghĩ rằng tôi nên nâng cấp lên kim cương cho nó sang xịn mịn một xíu. Nhưng mà hay là thôi để tập sau để nâng cấp kim cương nhỉ. Tập này đang làm trang trại. Bởi vì là 1.500 là chúng ta cũng gọi là mua được 3 con rồng các bạn, không phải dạng vừa đâu. Đâm ra là đây, tôi đang có gia tài, tôi cứ đào gọi là than đi đúng không? Trời ơi, nó lại là xịn nhất cái nách. Đấy, đào một lúc rồi đã được 22 than rồi. Quá nhanh đúng không? Tôi thấy là cái này nhanh hơn cái việc đó huấn luyện bắn cung đấy. Nhưng bắn cung đứng bắn một lần được 1 đô. Nhưng bắn spam gọi là gãy tay mới được gọi là 100 đô. Chịu, chúng ta không nên bắn. Chúng ta nên đi đào. Để tôi ra đây thu hoạch nốt mấy cái quả trứng rồng này để mình gọi là mua thêm mũi tên bạn này. Mình nghĩ là mũi tên hiện tại đang bị thiếu. Đang bị thiếu các bạn ạ. Bởi vì là tầm 16 mũi tên thì mới tiêu diệt được con đã đâu. Hơn 16 chứ. 18. Úi giời ơi này, chuyên gia đi ăn bác người dân, tội dã man. Rồi, 1 2 3. Đấy, các bạn thử đếm là 4 5. À thôi, mình không đếm nữa, các bạn thử đếm xem là cần bao nhiêu mũi tên để tiêu diệt cái con này. Power 4 nha. Đấy, mình có power 4 là đâm ra cũng mạnh thêm khá là nhiều chứ. Nhờn mấy anh ạ. Nhờn mấy anh cưng. Bắn toàn vào rốn luôn các bạn. Rồi, ok các bạn, đoán xem là mình cần bao nhiêu mũi tên. Đấy, cứ có ra là ngon rồi. Ui, được 2 ra. Tính ra mình còn chưa ra đi câu cá với bác này. Rồi. Ây, hay là mình ra tiêu diệt mấy cái con kia nhỉ? Thử xem là power 4 là tiêu diệt mấy con rắn nó có okila hơn hay không. Đây, để mình qua gọi là tiêu diệt nó. Mấy con rắn vẫn còn đây bạn này. Rắn 3 đầu. Nhờn. Ui ôi, 2 mũi tên tiêu diệt một con rắn rồi, ngon đấy chứ. Nhờ, ngon không? 2 mũi tên. Vị chi là chúng ta
tốn gọi là 15 đô, 30 đô. Lỗ các bạn. 30 đô. 30 đô cho gọi là một con rắn. Thế nghe mùi lỗ lỗ sao ấy nhỉ? 30 đô. 20 tên. Lỗ đấy các bạn. Ừ, lỗ đấy. Rồi, à, thôi bỏ đây. Bỏ đây bạn. Rồi, một con rắn hình như giúp mình kiếm 10 tiền ấy thì lỗ rồi chứ. Rồi. Nhưng mà nếu mà hên là được một quả trứng rồng thì à, được thêm quả trứng rồng thì vẫn lãi đúng không? Chả biết lãi không. Rồi ok. Có cả đây nhưng mà lãi ít. Nói chung là lãi các bạn. Mình tính rồi. Lãi nhưng mà lãi rất ít. Thế là đâm ra chúng ta gọi là lại mua quả trứng rồng nữa. À là quên mất mua thêm con rồng nữa. Thế cho nó nhanh lại, nó đỡ mất thời gian. 4 con rồng rồi. Thêm một con rồng nữa là con thứ 5 các bạn. Úi giời ơi. Các bạn thấy không? Tiền nó cứ về thôi. Tầm này là tiền càng nhiều. Đấy, ok. À, quên mất. Mình có nên gọi là nâng cấp quên mất là chưa nâng cấp trứng rồng. 1000 tiền rồi. Tôi sau khi gọi là đặt được 5 cái con rồng này rồi, tôi sẽ nâng cấp rồng đẻ trứng vàng. Đấy. Không đẻ trứng sắt nữa bạn ơi. Ok, ok. Hợp lý. 1000 tiền thôi mà. Đây. 1000 tiền để chúng ta có thể là nâng cấp lên gọi là ui đấy rồi, thêm một con gà lớn rồi. Chăn nó thôi. Vào đây. Tính ra bọn gà lớn nhanh phết đấy chứ. Đẻ đi. Đẻ tiếp đi. Đẻ 3 được à? Ui giời ơi, đẻ 3 tốt bao nhiêu. Thôi được rồi, cho con kia lớn đi. Đẻ tiếp con bò. Bò vẫn là bò con bạn ơi. Rồi. Mình sẽ đi ra tiêu diệt con kia đi. Ờ, tiêu diệt con kia kiếm 1000 tiền. Đấy, để chúng ta ấy các bạn ơi. Đây mua thêm mũi tên. Nói chung là vẫn lãi. Nói chung là tiêu diệt cái con rắn ba đầu ấy, chúng ta vẫn lãi nhưng mà lãi ít thôi. Đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là chúng ta lâu lâu đổi kết hợp PVP với PVE nhỉ. Đấy, ui giời, mấy cả đi đào được các thứ chúng ta kết hợp đầy đủ thứ chứ. Đấy. Đấy, chúng ta gọi là tiêu diệt mấy con này bạn. Tôi là xạ thủ ma bắn chết giá rồi, bắn 3 mũi tên là lỗ rồi. Tôi nghe cái mùi bắn 3 mũi tên là chỉ có nỗ thôi. Đấy, bắn bao giờ 2 mũi tên là lãi. Đến mũi tên thứ 3 đấy. Đến mũi tên thứ 3 là lỗ chắc. Lỗ chắc các bạn ạ. Lỗ không nhỉ? Không biết lỗ không các bạn ơi. Ok, hay là 3 mũi tên vẫn lãi. Đấy, ủa hình như vẫn lãi các bạn ạ. Tôi thấy là được nhiều tiền lắm ấy chứ, nãy giờ nó quá trời tiền luôn này. Ấy, thôi xong bắn hụt rồi. Không sao, bắn hụt mũi tên vẫn còn đấy. Mũi tên vẫn còn đấy. Ê, mày không đánh ta à? Ơ. Không đánh nào con đần này. Đần này nó không đánh mình luôn. Khinh mình à? Bạn khinh tôi à? Bạn khinh tôi hả? Đã thế tôi quyên sinh luôn, tôi đánh gọi là tới bến luôn. Tính ra con này nó bình thường bạn ơi. Con này nó bình thường. Chắc là mình sẽ gọi là làm một cái kiếm gọi là enchant sắc bén quá. Đây. Enchant sắc bén ra đánh nhau với mấy con này nó vui bạn ơi. Rắn ba đầu cắn chết mình luôn. Này, chúng ta được quá trời trứng rồng rồi này. Lần này là đủ 1000 tiền rồi, chắc chắn đủ 1000 tiền rồi để cho chúng ta gọi là có thêm. Đấy, ui rồi ôi, quá chết đi. Đấy. Ok, ui rồi, được chưa? Mình sẽ gọi là lấy 1000 tiền á, chắc chắn là như thế rồi. Ok là các bạn ơi. Giờ vẫn chưa đủ ạ. Ui. Xương này, ơi, nãy giờ tôi quá trời xương tôi quên mất không đi đổi. Đấy. Một sợi tách xương nhé. Ok à, thêm cái này xương. Ui lại đấy, ra đây tiêu diệt con bút nữa. Là vừa đủ các bạn ơi. Đấy, đơn giản. Ok. Bắn 16 mũi tên cộng vào, chém chay mấy cái là nó chết đấy. Ui dồi. Một. Chết dở rồi, bắn vừa lấy nó há mồm ra, bắn vào cái kẽ răng của nó rồi các bạn ơi. Nhờn mấy anh. Đi. Sao mày không đi? Mày trâu tê. Ui dồi. Rồi ok bạn ơi. Các bạn ơi bây giờ. Ui dồi. Thả ta ra. Ui thôi. Ui dồi. À đây rồi. Ui dồi. Cứ thế mà thôi. Ok cứ thế mà thôi. Cũng được ấy chứ nhỉ. Nói chung là nó ném mình từ trên trời rơi xuống thôi, chứ còn mình cũng chả sợ gì. Rồi bây giờ là mình đã nâng cấp được. Đây bây giờ chúng ta sẽ về nâng cấp gọi là rồng đẻ trứng vàng. Hợp lý. Nó lại là hợp lý luôn. Ai sao nào. Ok 1000 đô. Và chúng ta đã ai, chắc là thế rồi. Ngày hôm nay nâng cấp thế thôi bạn ơi. Sao nào. Chờ nó đẻ thôi. Tầm này không biết là bao nhiêu giây nó sẽ đẻ cho mình gọi là trứng vàng nữa. Chúng ta phải chờ bạn ơi. Chờ đợi là hạnh phúc. Đấy. Tôi thấy quả trứng vàng ở đây bạn ơi. Tôi phải thấy quả trứng vàng ở trong dương tôi mới gọi là ok la trong cái tập này. 5 con đấy nha, 5 con đẻ gọi cháy máy luôn đấy bạn.
Đẻ đi. Muốn con nào đẻ nhỉ? Chết dở rồi, hay là nó quên không đẻ nhỉ? Quên không đẻ, không thấy quả trứng rồng vàng à. Trứng rồng vàng. Toàn rồng sắt các bạn đây. Tôi thấy là toàn rồng sắt thôi. Hai bọn này nó chỉ biết đẻ ra sắt thôi nhỉ? Hai mình phải đặt lại đây rồi. Trứng rồng vàng. Ok là. Úi giời. Ngon ngay. Úi giời. Các bạn thấy không? Tôi là rồng của tôi, nó phải biết đẻ trứng vàng chứ. Rồi. Ok, thì có lẽ rằng là tạm thời cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ơi. Đấy, thì ngày hôm nay tôi đã làm cái trang trại rồng, nhưng mà đẻ gọi là rồng lửa mà đẻ ra trứng rồng vàng ngay. Đấy, đẻ ra trứng vàng ngay các bạn, quá là xịn đúng không? Đấy, cũng như là không sợ bất kể con bốt nào. Đấy, tiêu diệt ngay. Đấy, thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đấy, và đừng quên rằng là comment những cái thử thách ở phía dưới. Đấy, để gọi là người làm map có thể là thực hiện những cái thử thách đấy, làm khó khăn mình. Đấy, rồi mình cũng chả sợ gì đâu. Đấy, thì còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Thank you.